Xin chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Chào Hoàng Hương nha. Bữa nay ở vườn mai Thanh Hòa, em tiếp tục quay cho anh chị xem tình hình mai Tết. Và đặc biệt bữa nay là ảnh đang làm cây dữ lắm anh chị ơi. Hôm nay dự định là có 3 tiết mục để quay cho anh chị các bạn cùng theo dõi nha. Xin chào gần 300 anh em đang theo dõi trên TikTok Chợ Sài Gòn nha. Em đang quay kênh Tubi, anh chị mình thấy hay bổ ích thì mình nhớ bấm nút thả tim cho anh em có động lực mình livestream tiếp nha. Chào anh Thanh Hòa nha. Chào. Trời ơi, gì xịt dữ vậy. Chào bà con nha. Cái này là sao anh? Rửa rong, rửa riêu này kia rồi. Bây giờ để anh chị xem kỹ thuật làm mới cây mai ấy. Đó, làm cho nó sạch sẽ này, trong mùa Tết ha. Để coi anh có cái cây nào mà chưa xịt không. Nè, như bên đây chưa sạch nè. Này không? Sạch vô nè. Đó. Từ. Rồi. Trắng rồi nè. Để em zoom lại cho anh chị xem nha. Nói chung là xịt bằng cái dồi xịt thuốc chứ không phải là xịt bằng cái máy rửa xe. Cái máy rửa xe là nó rám cái da, nó hư cái cây. Còn cái này nó vừa tróc cái da móc ra được rồi. À, tức là chứ nó, cái tốc độ nó từ từ thôi. Nó không có bị dạng như mình kỳ hờ mà mình chà một chỗ riết nó rát cái da mình. Dạ. Vậy anh chị không cần mà chà rửa nhiều, lấy cái máy xịt nước mình xịt thôi, nhưng mà tốc độ vừa phải thôi. Cái này anh mua nhiêu anh? Này cái máy xịt thuốc mua... Mua cái dồi nè. Đâu cái đầu này của cái bét xịt thuốc thôi. À. Đây nó có chỉnh phà ra về xịt thuốc nè. Còn muốn chỉnh mấy cái cây xa thì bắn vậy. Cái này kiểu gì vô tắm thôi gì đâu ha. Đó. Vậy phà muốn sao cũng được, mịn được. Cái này đơn giản chứ nó đâu có phải mà như lấy cái máy rửa xe. Nhưng mà cũng phải có đủ kia. Tốc độ nó mới đâu bài đó. Hết. Vậy vừa rồi, sạch sẽ vậy rồi. Đó. Một cây mai trước khi bán Tết thì ngoài cái xịt rửa này mình còn cái chăm sóc nó gì không anh? Thấy mình có làm rêu nọ không? Thấy bên đây có mấy cái rêu đẹp nè. Rêu thì... Có đắp rêu không anh? Đây nó tự lên rồi. Lên trước rồi. Lên trước trong năm phải không? Ừ. Nay ở vườn mai anh Thanh Hòa là có bao nhiêu giống mình ra Tết anh? Nay có cây đi tàu đèn không? Chắc cái bài nhỏ đi nhiều nè. Bài nhỏ. Quái rồi nè. Là đi tàu đèn hả? Ờ, với cây kia với mấy cây sắn, với cây sắn lớn rồi đây. Bữa trước em nhớ anh có mấy cây sắn nào mà dữ dội nằm ở đây đó phải không? Dạ dạ. Không, cái đế dữ á. À, sắn là cái đế dữ hả? Ừ. Cái đằng kia, cái chậu tàu kia. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. À, cây này hả? Không, ý em nói là cái cây mà... Cái cây không, giống đó, anh cái đang xịt đó. Cái gì? Hôm bữa nhớ có cái cây giống vậy đó. Nào ta? Mà nhỏ mà anh kêu không bán á. Nằm đâu đây nè. Cái loại quấn quấn này nè, có một cây mà đẹp dữ lắm. À, kìa. Không? Nút nụ thôi, đừng nói tới. Đó. Đi vòng bên đây vô, vòng bên kia vô cũng được. Cây này phải không? À, bông dễ thương lắm. À, đây, anh chạy. Đó. Cây này là mai sao vậy anh? Mai riêng. Mai riêng mà bông nó sao anh? Bông 8-12, như bông giảo vậy á. À, cây này anh đã xịt rửa rồi anh chị. Anh đã xịt rửa rồi, chút xíu nữa em đi vòng quay cho anh chị xem tình hình nút nụ ở vườn mai Thanh Hòa bữa nay sao nha. Mấy cây lớn anh xịt hết chưa? Xịt được mới à. Cái này có xài được cho tứ quý không? Đó, cây tứ quý rồi. Xịt là, ra trắng à, cây đó là anh xịt rồi hả? Ừ. Thử cây tứ quý khác anh. Này, cây tứ quý anh đã xịt rồi nè. Nó xịt
nó cái da tử quý nó có cái cám nó bám xịt không tróc nổi, nó chỉ ra được mới đó trắng cây vậy là đẹp rồi, chứ còn xịt trắng như cây mai vàng cũng không được đâu. Đó, thử qua cây bự bự, cây này của anh nhỏ quá khó thấy cái thân anh. Xịt qua cây bự bự biểu diễn là cây tử quý hả? Mấy cây này xịt rồi phải không anh? Xịt rồi à, xịt rồi là anh sáng sủa anh chị. Những điều lưu ý mà cho cây mai trước Tết nha anh chị. À, cây này bây giờ đang thui nè, thử nha. Đen á. Này cho em hương xịt cũng được, cần gì anh. Xịt không? Cầm xịt nó bình thường, cầm thử coi. Xịt nó bình thường. Có khó không? Bóp mạnh lên. Đứng bên kia cho tấm hình nè. À, rồi xịt luôn. Đó, xịt vô thẳng vô cây á. Đứng xịt cho máy ra nha. Rửa cái riêu nắm móc này kia rồi. Được rồi á. Rồi, à, xịt đi, xịt hết cây này đi em. Tới chiều luôn. Em zoom cho anh chị xem nha. Nè. Cái gì nó còn ướt ướt vậy chứ nó khô ráo thằng lại nhịn cây. Rồi để nãy giờ quên trả lời các bạn nha. Anh Nguyễn Vũ nói lặt lá đi anh kẻo trễ rồi. anh bà chừng nào mới lặt lá? Tầm cỡ 4-5 bữa nữa. 4-5 bữa nữa. Là 15 anh là lặt từ 14 16 hay là 10 mấy? Có thể là 14 15 16. 3 ngày đó, trong 3 ngày đó. Nhưng mà chắc cốt lõi là ngày 15. Đó là anh vừa mới trả lời cho anh Trần Đăng luôn đó. Anh hỏi là ngày mấy lặt lá là hợp lý vậy anh ơi. Thì vườn mai Thanh Hòa là một trong vườn mai rất là nổi tiếng ở Sài Gòn nha anh chị. Và đặc biệt là anh có rất nhiều tác phẩm dự thi ở Tao Đàn nha. Có cây nào đế nôm không anh? Trời ơi, đầy luôn. Đấy, đấy, đấy. Vậy cây này chưa giữ. Ở vườn của anh là đế nôm là tầm khoảng... cái chân nó tầm khoảng dài nhiêu giữ anh? Thì tầm cỡ 6 tấc 7 tấc gì á. 6 tấc 7 tấc á anh chị là giữ nhất. Chút nữa sẽ đi quay cho bà con xem nha. Xịt gì thế anh ơi? Xịt để cho cái cây nó sẽ tắm sẽ tắm cho cây á. Riêu móc nắm này kia rồi á. Dễ không em? Cho cái cảm nghĩ coi. Dễ, bình thường. Bình thường ha. Bình thường ha anh chị. Đừng thay quanh kìa. À, rồi để xây hết rồi. Nó đèn thui luôn. Vẽ cái chữ ra đó cũng được luôn. Đó. Thì cái mai ngày Tết ngoài mình xịt rửa này rồi mình làm vậy đó anh. Có làm gì trang trí nó thêm không? Thì như mấy cây này cái nền nó ấy thì mình rải sỏi lên thôi. Rải sỏi có cây nào anh rải rồi chưa? Không không không, khi nào giao khách mới rải sỏi chứ giờ rải sỏi rồi khiên nặng rồi lặt lá lụm ra nó dính tùm lum á. À. Để giao vô khách rửa vô tới nhà đó là mới mình mới rải sỏi. Rửa sạch sẽ là rải sỏi vào. Còn thường trước khi mà giao cho khách là anh có tưới nước một lần trước khi giao đúng không? Không. Cũng tùy cây, cây nào nó ráo ráo mình cũng vẫn giữ ẩm bình thường thôi. Có mình khi mình giao cho khách thì mình dặn khách như cây nào cái chậu nó tầm bao nhiêu, nó hút nước bao nhiêu một ngày hoặc hai ngày, mình dặn tưới bao nhiêu lít vậy. À. Chứ đâu có, mình đâu có tưới trước chị. Cây tức là mình cũng giữ ẩm trước đó, đều hết rồi. Thành ra là khi mình giao cho khách là mình nói là cây này khoảng 2 ngày nữa như tưới 5 lít hoặc là 2 lít này kia rồi. Tùy theo cái thể trạng cây chứ. Vậy là tức là ở vườn mai anh Thanh Hòa là không phải là ngoại nhìn theo cái chậu nào mà nó tư vấn cho khách là nên tưới bao nhiêu ha. Ví dụ như chậu 8 này khách mang về cỡ cỡ nào tưới anh? Không, tùy theo cái mật độ của bông nữa. Bông nó rộn nhiều quá thì cái nó hấp thụ nước rất là nhiều. Còn bông mà nó ít thì mình nó hấp thụ nước ít thì mình tưới ít dặn tới. Ví dụ cây rộ bông giống như cây này đi. Cây này rộ bông hả? Ừ. 2 ngày tưới khoảng chừng cỡ 3 lít nước. Vậy là 2 ngày phải tưới rồi. Ừ. Tầm 3 lít nó thấm trên mặt tầm cỡ 15% cái phần mặt nền của chậu là cây nó đã mát rồi.
nó giữ ẩm rồi, tại với cây mà đưa khách chân trong nhà với lại ở ngoài trời nó khác nhau nữa. Anh chị mà mình có cây câu hỏi nào cần hỏi về mai tết thì mình cứ mạnh dạn mình comment ha. Em đang live trên kênh TikTok chợ Sài Gòn, còn tối nay sẽ đăng lên trên kênh Tubi chợ Sài Gòn sau. Em vẫn có quay clip đăng lên anh chị ha. Như cây này anh nói là 2 ngày tưới một lần nè, đó 2 ngày 3 ngày anh, tầm 2 ngày, 2 ngày ha, đó tầm khoảng 2 mét cao, tán ngang tầm khoảng cỡ 1m8 hơn anh chị ha, đó. Thì cây này hoành cỡ 50 chậu 8 không anh, 8 9, hôm nay 8 lọt à, tầm 8 lọt. Rồi tết này anh không có thuê người lặt lá gì hả, anh tự làm hết hay sao? Cũng có chứ, cũng 5-7 anh em lặt hết vườn được rồi. 5-7 anh em mà lặt hết luôn à. Nói chung là cũng có xử lý 3 cái thuốc đụng lá đó. Còn mấy cái này là coi như là mình tự ấy hết. Làm chứ. Chứ tưởng anh coi, ví dụ mà cái này mà thuê người thì tầm khoảng bao nhiêu ngày anh? Tầm cỡ đâu có thuê, đâu biết bao nhiêu thuê. Thì cũng như mấy anh em làm công ngày nhiêu thì mình trả nhiêu thôi. Lý thường thường thì tổng khoảng nhiêu anh? Tầm cỡ 350 đến 400 ngày. 400 ngàn hay hơn. Đây nè, em có rửa nữa không? Giờ để em rửa tiếp nè. Khoái rồi, khoái xịt rồi. Để quay cận cảnh cho anh chị xem nha. Đứng gần gần vô cái dầu nó sao nó đứng gần vô đó, chụp vô tóc ra hết. Anh Trường Lê hỏi cây hồi nãy, cái cây mà 2 mét nãy là giá khoảng bao nhiêu vậy anh ơi? Túi gì vậy? Túi để cho sạch sẽ cái cây á. Mấy cây này hôm nay là có chủ nhân chưa anh? Cũng có một số có chủ rồi, như cây này cũng có khách để hẹn ngày lặt lá xong rồi 20 lên. Có khách không? Rồi nên là anh không có nói được anh chị ha. Vậy còn cây nào mà có, nhưng mà tầm ví dụ cầm tầm tiền khoảng bao nhiêu rồi vô vườn anh là chơi cây mai đẹp được? Nói chung là giá đủ thứ giá hết á. Đấy là cầm cái tầm tiền khoảng cục tiền khoảng bao nhiêu vô đây lựa cây mới ngon. Lựa cây ngon thì nếu mà giá thuê thì tầm cỡ 20 có cây chơi im rồi. Là giá thuê cả 20 là cây dữ rồi đó. Phải không? Thì im rồi đó. Khá im rồi. Cây này thì cho thuê có 30 nhiêu. Đó. Mùa đới hết biết mùa đới. Đó, anh vừa mới nói cái giá thuê luôn đó anh chị ha. Cho anh Trường Lê biết đó. Còn cái thân đó anh có xịt không? Có chứ. Không thử xịt cho thân thử em. Rồi mấy cái bệnh biết này nó cũng dằn ra hết đúng không? Nấm mốc rồi gì đó rồi nó cũng bay đi hết. Trong mấy cái bệnh của cây là anh sợ về cái bệnh gì, ví dụ như nhện đỏ với ví dụ như nấm hồng với cái gì nè, mới qua nấm hồng với tự nhiên quên cái con gì quên người ta, con gì bữa mới quay ở Bình Lợi nè. Không phải nấm hồng với con gì mà hay trứng trắng kiến hà lên đó anh, riệp sáp với nấm hồng anh sợ cái nào hơn? Nói chung là không có sợ cái nào hết, quan trọng là mình kỹ mình ngừa trước là nó không có sao hết. Không, ví dụ hai thằng đó là thằng nào nó nguy hiểm hơn anh? Nguy hiểm thì nấm hồng nguy hiểm hơn. Nấm hồng nguy hiểm hơn ạ? Nhưng mà cũng tùy theo giai đoạn thôi. Mà em nghe nói là nấm hồng là chỉ ở trên thân cây đúng không? Đúng rồi. Còn thằng đẹp sáp là có trên dưới rễ cả thân cây luôn đúng không? Từ nằm trong kẹt, trong rễ này kia rồi là rồi với lại mấy anh em nào mà không có dọn lá chân thì nó đóng vô trong đó. Ở vườn mình là có bị mấy cái đó chưa anh? Có bị mà cũng không đến nổi, là tại vì cũng có xịt ngừa thường xuyên, thành ra nó không có nhiều, không có luôn. Như không có luôn. Ở đây có cây nào mà anh sử dụng cái thuốc rụng lá mình lặt chưa? Rụng lá có. Ở cho hẳn sẵn tiện cho mọi người xem luôn kỹ thuật mà ảnh xuống lá mùa tết nè anh chị. Xịt đã không? Qua đây xịt tiếp nè. Em Hương khoái xịt rồi.
Bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái kỹ thuật để xuống lá ha. Anh xài thuốc mà không biết xuống gì. Cái nào anh? Mới xịt trương qua nay hình như cũng giáp cử hơn cái này ha. Nói chung là nó cũng cỡ được 26 tiếng rồi. 26 tiếng thì để coi nó có rụng chưa. Ôi, hơn hơn tắt qua đây coi, cái này đã là hơn. Để máy vậy đừng có bóp nữa. Đâu nghe. Nghe không? Nghe. Hơn thính lắm, thính lắm. Đây coi hiệu quả của cái thuốc nè. Anh hiệu quả của thuốc lặt lá nè anh chị. Bây giờ em đến vô em cầm em rung cái nó rụng. Em rung thử nha. Rung thử ra cầm nhánh này. Ở đây anh lắc lên. Trời ơi. Dễ dữ vậy hả? Rồi thôi được rồi, nó mới giáp cử à. Cái này mấy cái này là xịt là để qua đây, đây thử cái nữa nè. Thử cái nữa bên này thử coi. Trời ơi, thấy đơn giản quá ha. Lạc quá đơn giản quá. Đó, giờ nó rụng rồi coi như cỡ hết 40% hơn hả? Nguyên nhánh vậy còn mấy lá nè. Cái này em chỉ anh cách là lật lá còn dễ hơn nữa nè. Anh mua máy mà máy rung bụng phải không? Để cái chậu lên nó rung cái hồi hết lá luôn. Vậy chứ cái này mà nó mới có một ngày nó vậy rồi chứ tới ngày 13 là nó còn mấy lá đứng khiều khiều rớt ráo rồi. Tự động rụng hết luôn á. Hay anh chị ha. Tại mình tác động vô như gió hỏi liêu nó rụng tự nó rụng ráo. Mà cái này là anh sử dụng cái loại thuốc gì, thấy nhiều cái loại thuốc xịt lắm mà cái này xịt có đây ba loại luôn. Anh xài ba loại luôn. Rồi mình có đây không anh? Có thằng chai kích chai rụng lá với cái thằng rau hoa chanh với thằng thiêu rê. Nó cho bà con xem thử anh Hoàng. Ở trong nhà. Ở trong nhà hả? Rụng. Anh xịt được mấy cây? Có một cây này hả? À. Không, trong ấy còn mấy cây nữa. Qua coi mấy cây kia thử anh chị. Đây nè. Đó, thêm một cây nữa nè. Nè, nó đang rụng lá. Nó rớt anh chị hả? Tưởng con gì dính trên tay. Lắc cái thử em. Nè, lắc cái nhánh này nè, thử cái. Nếu mà mình xài cái thuốc này mà nhiều quá cây nó ảnh hưởng gì mà anh? Không, cũng bình thường chứ đâu có gì. Tại liều lượng nó cái gì, 16 lít mình xịt 20 lít. Còn ví dụ năm nay mà mình đi tao đàn thì không biết là mình có xài qua đó chắc mình phải có thuốc giữ bông ha anh? Cũng tùy cây thôi chứ nếu mà xài thuốc giữ cánh là nó hại cây lắm á. Nó hại là cụ thể nó hại sao anh? Nó rút qua cái cây thay vì bông nó cỡ 3 ngày nó rụng rồi mà mình để nó cả từng lễ là nó rút hết cái chất ở trong cây, nó dễ bị tuột, bị suy chứ. Đâu có hạn chế xài. Cái giữ bông thì mình hạn chế xài, còn cái mà rụng lá thì xài được. Rụng lá cũng bình thường, nó cái ba cái thiêu rê với cái hàng kích bông với hàng, nó rụng lá nó nhả lá thôi chứ đâu có ảnh hưởng gì. Còn nguyên tắc nó làm sao cho nó rụng lá vậy ta? Anh có biết không? Trong mấy cái chất mấy cái thuốc xịt á. Không, cái hiện nó có cái chai nước là để rụng lá thôi, nó để ghi vậy thôi chứ cũng đâu có biết là nãy anh nói anh xịt ba loại luôn, anh trộn lại hả hay sao? Ba loại ngâm. Ba loại anh ngâm chung lại. Quậy lên cái hai cái loại kia nó hơi chậm tan, mình phải quậy trước xong rồi mình mới pha thêm cái chai nước vô. Ure là sao? Là cái ure. Ure hả? Ure. Nó cũng như cái hạt nó trắng trắng như hạt đường vậy á. Cái đó là như khoảng nhiêu bệnh anh? Cái đó là người ta phân ra một gói là một lạng vậy, rồi ta giao cho mình một bình một gói vậy. Nãy anh nói cái ure với cái gì nữa ta? Rau hoa chanh. Hả? Rau hoa chanh với rụng lá. Rau hoa chanh với rụng lá. Là ba cái loại đó mình trộn lại ha. Rồi xong xịt lên.
Vậy sao anh sống không xài một loại mà anh xài tới ba loại? Thì nói chung rụng lá thì nó rụng cũng ngon lắm, cái chai nước rụng lá không rụng cũng ngon lắm. Nhưng mà có thêm mấy cái kia tác động này kia vô nó làm cho cái cây mình nó khỏe, có như bông biết này kia nó đạt hơn. À, nó kích ra bông đúng không anh? Ừ. Nó kích ra bông. Hôm bữa như thằng rau hoa chanh thì nó kích bông nó dạng như cũng đồng lọt. À. Đó, vừa rồi thì anh chị vừa mới xem kỹ thuật mà làm sạch thân cây mai và thuốc rụng lá ở vườn mai Thanh Hòa đó anh chị ha. Cái clip này thì em tạm kết thúc ở đây trên kênh Tubi chợ Sài Gòn ha. Còn anh chị mình xem trên kênh TikTok thì mình vẫn còn xem tiếp nha. Mình chào tạm biệt mọi người cái anh Quả ơi. Rồi, chào tất cả các anh em đam mê.